Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một chiếc iPad Gen 7. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách các bạn có thể xem được cái dung lượng pin còn lại một chiếc iPad nhé. Thì thông thường những cái hệ điều hành iPadOS này nó sẽ không có những cái phần là hiển thị phần trăm pin như là iPhone. Đấy, khi iPhone các bạn vào trong mục pin này và hiển thị phần trăm pin thì nó sẽ hiển thị lên đây luôn. Tuy nhiên thì iPad này nó sẽ không có. Bạn có thể không thể nhìn thấy được là cái pin này còn lại bao nhiêu và cái máy này dung lượng pin còn như thế nào, đã sạc bao nhiêu lần rồi. Đó. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện một cái cách để các bạn có thể xem được. Tuy nhiên thì các bạn cần phải sử dụng máy tính có thể sử dụng mới có thể xem được nhá. Cái cách này thì dành cho các bạn nào mà hay như mua máy cũ hay là muốn mua một cái máy mua lại thì bạn có thể check được pin có ổn không để các bạn có thể quyết định có mua hay không. Rồi, để thực hiện được cái thao tác này thì các bạn cần phải đầu tiên các bạn sẽ kết nối máy tính cho mình, đó là các bạn sẽ cắm cho mình cái cáp kết nối như thế này. Đó. Cắm cáp kết nối. Rồi. Khi bạn cắm cáp kết nối vào thì ngay lập tức máy tính nó sẽ hỏi là có tin cậy trên cái điện thoại này không, máy tính này không, thì các bạn sẽ ấn tin cậy cho mình. Đối với máy nào mà bạn nào để mật khẩu nó sẽ hỏi thêm mật khẩu nữa, thì các bạn sẽ nhập mật khẩu vào đây cho mình nhé, là được. Rồi. Sau khi đã tin cậy như vậy rồi, các bạn sẽ thoát ra ngoài và các bạn sẽ để ý lên trên máy tính ấy, các bạn sẽ tải cho mình một cái ứng dụng, đó là ứng dụng Bluetooth. Đó. Để chạy được cái ứng dụng Bluetooth này thì các bạn cần phải cài đặt cả một cái app nữa, đó là cái app tên là iTunes. Đó, iTunes thì các bạn sẽ nhận biết được máy tính và sau đó iTunes nó sẽ nhận biết ra iPad và cái Bluetooth này mới có thể xem được. Đó. Ở trên này là một cái tính năng rất là hay, nó rất là tiện. Đây các bạn có thể nhìn thấy được toàn bộ thông tin của cái iPad này, bao gồm nội dung hay là bất kể một cái những cái thông tin thông số gì của cái iPad, tình trạng của iPad, kể cả hệ điều hành hay màu sắc luôn. Đó. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy được là màu này. Đấy. Nếu mà màu các bạn không đúng với màu vỏ thì nó đã thay rồi nhá. Đó. Đây màu gold chắc chắn là máy của mình phải là màu gold rồi. Ok. Và đây là cái đặc biệt mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là cái phần battery life và đây, charge time đây. Cái phần đầu trên này là sạc 917 lần. Đó. Là nếu mà máy của bạn sạc đến 100% thì nó sẽ hiện thị ở đây 917 lần sạc. Đó. Và dung lượng pin còn lại là 86%. Đó. Dung lượng pin hiện tại là 86% ấy, có nghĩa là ví dụ dung lượng pin của iPad này nó đang là 8600 mAh thì hiện tại nó chỉ còn lại khoảng 86% của cái 8000 thôi. 88 đến 64 thì nó rơi khoảng vào tầm 7000. Đấy, nó chỉ còn khoảng 7000 mAh thôi chứ không được là 8600 nữa. Đó. Rồi, các bạn có thể kích vào detail này để xem cụ thể hơn. Ví dụ như thế này. Đấy. Dung lượng còn lại của nó chỉ là 7300, đấy 92. Mình nhân ra thì các bạn có thể nhìn thấy như thế. Đó. Mặc định của nó là 8557 mAh và dung lượng hiện tại còn lại chỉ được là 73 max, sau khi bạn sạc 100% cũng chỉ được 7300 thôi. Đó, ok. Thì đấy là một cái cách xem rất là nhanh và rất là tiện. Tương tự như thế, bây giờ mình có thể ví dụ thêm một cái iPad khác nữa. Đó, bây giờ mình sẽ cắm một cái iPad khác vào nhá để kiểm tra xem nó có chuẩn không. Đây, mình sẽ cắm một cái iPad khác vào. Đó, các bạn chờ một chút, nó sẽ đọc. Đây. Đó, một chiếc iPad khác màu Space Gray. Đó, dung lượng pin 96% và mới chỉ sạc 17 lần thôi. Đó, đây, lại các bạn có thể nhìn thấy dung lượng hiện tại còn lại là 8228 và dung lượng thực tế là 8557. Đó, rất là tiện, 17 lần sạc, vân vân. Dung lượng còn lại 96%. Đó. Ok, thì trên đây là những cái cách các bạn có thể xem được thông số của iPad, cách sạc nhanh, số lần sạc, rất đơn giản và tiện. Đó, các bạn có thể theo dõi và có thể thực hiện được các thao tác trên cái máy tính để có thể kiểm tra được thiết bị của các bạn là máy cũ hay máy mới hay là những cái máy còn hỗ trợ hay không. Đó, các bạn tìm vào trong playlist mình sẽ tham khảo thêm các clip khác, những mẹo khác sử dụng iPhone, iPad nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.